Thưa quý vị, từ biến cố 30 tháng 4 năm 1975, nước Mỹ đã đón tiếp cả triệu người Việt tị nạn đi tìm tự do. Và người Mỹ gốc Việt là cộng đồng dân tộc gốc Á lớn thứ tư tại Hoa Kỳ và có khoảng 40% người Mỹ gốc Việt tập trung ở California. Sau 40 năm cộng đồng người Việt tị nạn ở Hoa Kỳ ngày càng lớn mạnh trong nhiều lĩnh vực, từ văn học, nghệ thuật, kinh tế, xã hội và, thưa quý vị, Lý Đô Sài Gòn là thủ đô của người tị nạn, được xem là trung tâm của ngành truyền thông Việt ngữ tại hải ngoại. Và trong bối cảnh tưởng niệm 40 năm xa xứ, Hương Thơ xin mời quý vị theo dõi cuộc nói chuyện của Hương Thơ với nhà văn Bùi Bích Hà, tức là chị Thái Hà, với đề tài truyền thông hải ngoại sau 40 năm. Hương Thơ xin mến chào chị Thái Hà. Vâng, chúng tôi rất là vui được hân hạnh tái ngộ quý khán thính giả của chương trình Sài Gòn TV và đặc biệt là của Hương Thơ trong chương trình phỏng vấn. Thưa quý thính giả, hôm nay thì cái chủ đề Hương Thơ nêu ra rất là to lớn. Chúng tôi trong cái phạm vi là một người có cái vinh hạnh được sinh hoạt trong cái lĩnh vực truyền thông thì cũng xin đóng góp tất cả những cái điều gì mình có thể biết, có thể hiểu và có thể chia sẻ được. Còn nếu mà nói là truyền thông hải ngoại thì cái chủ đề đó nó hơi lớn, cho nên chắc là Hương Thơ cũng sẽ giới hạn một số câu hỏi và chúng tôi cũng sẽ xin quý thính giả thứ lỗi nếu mà cái kiến thức nó không bao trùm được những cái điều mà chúng ta cần chia sẻ ngày hôm nay. Vâng, cảm ơn chị Thái Hà. Thưa quý vị, nhà văn Bùi Bích Hà, tức là Thái Hà, bà sinh tại Gia Hội, thành phố Huế, tốt nghiệp văn khoa và sư phạm ban pháp văn cùng một lúc tại Đại học Sư phạm Huế, dạy học tại Đà Nẵng, Sài Gòn, định cư tại quận Cam, California từ năm 1986 và bà đã mau chóng trở thành một trong những nhà văn nữ thế hệ đầu tiên của người Việt hải ngoại. Xuất hiện trên báo Người Việt từ năm 1987 và tác phẩm đã xuất bản gồm có Buổi sáng một mình, Bạn gái nhỏ to, Hạnh phúc có thật, Phương trời khác. Và bà hiện là giám đốc Đài Phát thanh Việt News Radio phát sóng mỗi thứ Bảy từ 8 giờ tối đến 2 giờ khuya và cũng là chủ nhiệm kiêm chủ bút của Nguyệt San Phụ nữ Gia đình. Và thưa chị, câu hỏi đầu tiên là chúng ta đang bước vào thời điểm 30 tháng 4. Biến cố này đã mang đến nhiều đau thương cho rất nhiều người, mất mát rất nhiều. Và trong đó có cá nhân của chị Thái Hà, Hương Thơ được biết sau những lần chị em mình nói chuyện thì chị có thể cho vài cảm nhận về cái mốc 40 năm nhìn lại cái biến cố đau thương này thưa chị. Vâng, thưa quý thính giả, thưa với Hương Thơ, thật ra thì mỗi một chúng ta đang sinh sống ở bất cứ cái phần đất nào trên thế giới thì vào cái tháng 4 và nếu mà càng gần đến cuối tháng thì mình lại càng có cơ hội để mà nhớ lại một cái thời điểm đau buồn mà mình đã trải qua cách đây 40 năm. Mỗi người mất mát nhiều hay ít, thậm chí có khi chúng ta có những cái mất mát mà đi kèm với máu lệ nữa. Thế nhưng mà cũng tùy theo từng gia đình và cũng như tất cả những người ở miền Nam khác chịu chung cái quốc nạn năm 1975. Thì bản thân chúng tôi có nhiều cái mất mát. Cái mất mát lớn nhất là mất mát quê hương, như là Hương Thơ có thể cảm nhận được. Và mất mát những cái tình thân nữa. Thế nhưng mà dù thì bây giờ chúng ta sau 40 năm, người Việt Nam tị nạn, hội nhập vào xã hội Mỹ, chúng ta có những cái thành công nhất định, rất là đáng khích lệ. Thế nhưng mà có một cái điều mà chúng ta sẽ không bao giờ, nhất là cái thế hệ thứ nhất, thứ nhì đến đây để mà tị nạn và định cư ở đây, cái hy vọng mà tìm thấy lại quê hương thì cái đó chắc là chúng ta không còn cơ hội để thành công nữa. Thành ra đó là cái ngậm ngùi mà chúng tôi thường có vào mỗi một cái tháng tư đen. Bởi vì mình có thể có tất cả những thứ mà mình bỏ nước ra đi, mình mưu cầu những cái đó để nó làm cho đời sống nó có phẩm giá hơn, nó thăng tiến hơn. Thế nhưng mà cái quê hương thì chắc là mình không bao giờ có được nữa. Vâng, khi chị nhắc tới ngoài cái việc mất quê hương, chị mất đi tình thân, chị có thể chia sẻ cái đau đớn đó cho khán giả chúng ta biết thêm về cuộc đời chị. Vâng, nếu mà chắc là quý khán thính giả cũng như là quý độc giả mà thường thường theo những cái dõi những bài viết của chúng tôi, những tác phẩm chúng tôi đã in á, thì biết rằng chúng tôi mất một cháu gái đầu lòng năm 1979, là khi mà cái cao trào bỏ nước ra đi cao nhất. Và nhất là khi tôi bắt được một cái bức thư tình của một cái người gọi là anh ta là lãnh đạo cái lực lượng thanh niên ở trong khu phố, thì tất cả các chị em hồi đó đều phải sinh hoạt ở trong một cái sinh hoạt họ gọi là cháu ngoan Bác Hồ đó, quàng khăn đỏ, mình bắt buộc phải chấp hành cái đó. Thì một hôm tôi thấy trong cái tập vở của cháu có một cái thư,
Thì tôi hỏi thì cháu nói là đó là của cái anh trưởng đoàn anh gửi. Thì tôi có đến gặp anh tôi nói chuyện. Tôi nói rằng là anh đang cổ võ xây dựng một cái đời sống cho là tốt đẹp hơn trước đây. Thì tất cả những thiếu nhi mà trong dưới cái sự chăm sóc dìu dắt của anh đó, thì hy vọng là sẽ có những cái bài học tốt, sẽ có những cái chân trời mới. Nhưng mà anh tỏ ra là không có xứng đáng với tư cách lãnh đạo của mình, là vì anh viết thư cho một em gái mới có 15 tuổi đầu thôi. Viết thư tình hay thư... Vâng, viết thư tình, viết thư tỏ tình. Thành ra cái điều này đối với tôi là không thể chấp nhận được. Cho nên là tôi yêu cầu anh phải chấm dứt. Nếu không là tôi sẽ có những cái xử trí khác đối với anh. Thế thì anh ta cũng xin lỗi. Nhưng mà sau đó là vì tôi không yên tâm, là biết rằng là một cái chế độ như thế thì mình không thể tránh được những cái chuyện như vậy sẽ đến. Cho nên tìm mọi cơ hội để cho con đi. Thì tôi cho hai cháu đi cùng một lúc. Nhưng mà cháu lớn thì nói rằng là bà ngoại thì già mà mẹ thì còn các em nhỏ, cho nên nếu mà con đi thì ở nhà sẽ không có ai giúp mẹ. Cho nên là cháu nói thôi con để cho em đi trước. Thì cái cháu thứ hai đi trước, và may mắn là cháu đến nơi đến chốn. Thì khi cháu đến nơi đến chốn, cháu viết thư gửi về, thì chị cháu thấy như thế là cái cơ hội nó cũng tốt đẹp. Rồi chắc là cháu cũng muốn có em bên đó rồi thì vững tâm hơn. Cho nên nói là bây giờ nếu mẹ cho con đi thì con đi. Thì tôi tiếp tục lo cho cháu đi. Thế nhưng mà cái chuyến đi của cháu không may, cháu không đến được bến bờ. Cảm ơn chị rất nhiều. Hương Thơ xin phép đã nhắc lại một cái vết thương mà Hương Thơ nghĩ là không bao giờ lành. Không lúc nào quên. Vì cái tên Thái Hà là tên của con gái đã mất vâng. chị. Và khi Hương Thơ đến văn phòng làm việc là thấy hình của đúng. Chị. Và khi sang đến đây thì chúng tôi có cơ hội làm việc ở trong ngành báo chí cũng như truyền thông, thì chúng tôi lấy cái tên của cháu để vừa làm cái bút hiệu của mình mà vừa làm cái sự gợi nhắc cho mình. Nhớ đến là một cái đứa trẻ cũng đã vì những cái ước vọng không thành tựu. Vâng. Thưa chị có cơ hội đến truyền thông rất là sớm. Hương Thơ được biết là khi còn là một nữ sinh học lớp 12 và chị chuẩn bị vào năm thứ nhất đại học, và chị đã được có cơ hội cộng tác với Đài Phát Thanh ở Huế. Vâng. Trong vai trò sứ ngôn viên và biên tập viên cho chương trình Phụ Nữ, là chị đã làm việc với phụ nữ vâng, từ lâu thời còn là một thiếu nữ. Thì điều kiện nào lúc đó được vào sứ ngôn viên vào thời đó thưa chị? Vâng, thưa với quý thính giả và thưa với Hương Thơ, tất cả mọi việc trên đời này cho bất cứ một người nào cũng bắt đầu từ một cái kỳ duyên. Là bởi vì hôm đó thì chúng tôi trên đường về đi song song với chị Hà Thanh. Chị Hà Thanh là vâng là cố ca sĩ Hà Thanh đấy, bây giờ chị đã mất rồi. Thì hai chị em đi trên đường Lê Lợi, chị sắp sửa đến Đài Phát Thanh, thì chị Hà Thanh bảo tôi rằng là ê Hà, hôm nay Đài Phát Thanh hội tuyển sứ ngôn đó, có muốn làm sứ ngôn không? Thế thì chúng tôi không biết làm sứ ngôn là cũng hiểu là đọc tin, nhưng mà không biết là mình có đủ khả năng hay không, cũng không dám sốt sắng. Nhưng chị nói đọc được với Hà đọc được đó, đi vào thi đi. Thế là chị cầm tay tôi, chị dắt tay tôi vào Đài Phát Thanh. Thì mình không có chuẩn bị, cho nên không có đơn từ, không có gì hết. Thì trong đó các anh trong ban tổ chức đó, họ phát cho mình ba cái tài liệu. Một cái là một cái bản tin, một cái là một bản bình luận, và một cái là một cái chương trình giới thiệu ca nhạc. Thì tôi làm đọc cả ba chương trình. Thì đọc xong thì cũng đi về thôi. Thì thưa với quý thính giả và thưa với Hương Thơ, về đến nhà chưa kịp, vừa mới đẩy cái xe đạp vào đến sân thôi, thì đã thấy xe của Đài Phát Thanh, cái xe Jeep màu xanh. Đến nơi thì nhân viên của đài đến nói là đài tuyển dụng chị vào làm sứ ngôn, ngày mai chị phải đến nhận việc. Nó rất là tình cờ như vậy Hương Thơ, đến nỗi mà ngày hôm sau tôi vào lớp tôi nói chuyện là Hà Thanh dẫn tôi đi thi sứ ngôn, các bạn còn hỏi mày nói tiếng gì, tiếng Huế hay tiếng Bắc. Tại vì là chị lớn lên ở Huế, thì khi đi học với bạn bè thì không muốn cho bạn bè thấy cái sự khác biệt đó, thì mình cũng nói tiếng Huế với các bạn. Thế nhưng mà về đến nhà thì phải nói tiếng Bắc, là vì gia đình không có muốn, mình kiểu như là mình cũng không có quên cái nguồn gốc của mình. Vậy chị đọc là đọc tiếng Bắc hay tiếng Huế? Đọc tiếng Bắc ạ, bởi vì họ tuyển sứ ngôn người Bắc. À. Thì hồi đó là chị Hồ Đắc A Trang là bên sau này trở thành ra là phu nhân của Bộ trưởng Giáo dục là thầy Nguyễn Văn Trường đó. Thì chị đi lấy chồng, cho nên là chị sẽ phải rời bỏ Huế. Thì lúc bây giờ thì có hai ba giọng Huế rồi, cho nên là họ đã phải nhờ chị Vi Khuê, sau này là vợ nhà báo Trừ Bá Anh đó, chị là người Huế, nói tiếng Bắc rất là giỏi. Họ đã nhờ chị nói tiếng Bắc rồi, thành ra họ muốn có một sứ ngôn viên người Bắc thật. Vâng. Thành ra chúng tôi đến đây thì cũng có cái lợi điểm là mình nói tiếng Bắc. Cho nên là cũng được tuyển chọn ngay. Chương trình Phụ Nữ lúc đó chị biên soạn những đề tài gì, có giống như ngày hôm nay? Chương trình Phụ Nữ thì lại là một cái khác nữa, là thưa với lại quý vị và thưa với Hương Thơ, thì tại vì chúng tôi lúc đi học mới có 14-15 tuổi thôi, thì cũng đã viết báo.
rồi thì cũng gửi đi vớ vẩn tờ báo này tờ báo kia đăng. Thành ra là các anh ở trên đài đọc được những cái bài viết của chúng tôi thì nghĩa chúng tôi có khả năng, cho nên là hồi đó tôi nhớ là ông giám đốc chương trình là ông Thị, ông bảo tôi vào, ông hỏi Bích Hà có viết được bài cho chương trình phụ nữ không. Tôi bảo là con không biết nữa, thì để con thử. Thì ông cho làm, và sau đó mình viết một cái bài đầu tiên thì được nhận ngay. Cho nên là vừa làm sứ ngôn vừa làm biên tập viên cho đài. Vậy cái điều kiện lúc đó là sứ ngôn viên là phải có chất giọng tốt. Chất giọng tốt thế thôi. Ừ. Không có khả năng vừa... Không được huấn luyện gì hết Hương Thơ. Vâng, không được huấn luyện gì cả, chỉ có đọc và mình thấy cái giọng gọi là giọng ăn microphonic. Vâng, thế là thế. Chị có thể kể một vài câu chuyện vui vào thời sinh viên thời đó chị. Vâng, cái thời chúng tôi đi làm thì thưa với lại quý vị là hồi đó là còn chế độ của đệ nhất Cộng hòa. Thành ra cái văn phòng của ông cố vấn họ theo dõi chương trình phát thanh rất là sát, rất là kỹ để kiểm soát xem thử có những cái bất ngờ xảy ra thì cái sự kiểm soát nó phải rất là nghiêm ngặt. Cho nên là các sứ ngôn nhiều khi đọc thì cũng đọc theo cái khả năng của mình thôi. Cho nên tôi nhớ là có những chương trình, có lẽ vì cái chương trình sáng sớm mà ở Huế thì mưa lạnh lắm thưa quý vị, mà đi học đi làm thì không có phương tiện như ở đây để đi xe hơi, phải đi bằng xe đạp. Cho nên là vừa vất vả vừa ướt át, xong đến nơi có khi vừa kịp giờ vào đọc tin. Tại những không chuẩn bị đọc tin thì có các bạn đồng nghiệp thì khi đọc cái tin, ví dụ như đọc một đoàn công voa chẳng hạn, thì bây giờ mình nhìn thấy sáng sớm ở đầu mình đang chưa có cái mình vẫn đọc là một đoàn con voi thì ngay lập tức là trên phòng văn phòng cố vấn gọi xuống nói rằng là live phương hả chị? Vâng, nói xuống nói trực tiếp lại gọi xuống. Yeah. Nói là phải sửa sứ ngôn viên đọc cẩn thận, không có đọc sai như vậy. Mà lúc đó là đọc trực tiếp không có đọc trực tiếp, đọc trực tiếp không có thu trước, phải được tin mà. Rồi khi mà chúng tôi được quốc vương Thái Lan và hoàng hậu Thái Lan đi sang thăm viếng đó, thì quốc vương bản tin tuy là ở Sài Gòn nhưng mà cũng có gửi ra Huế để đọc. Thì chúng tôi thấy tên của quốc vương viết là chữ B, chữ H, đặc biệt đánh vần theo Việt Nam mình chữ U rồi chữ M rồi chữ I, chữ B, chữ B, chữ O, chữ L. Thì ai đọc là Bumibo hết á, bởi vì BH là đọc là BHU, đọc là Bu phải không ạ? Thì đọc là Bumibo. Nhưng mà văn phòng cố vấn gọi xuống nói rằng là phải đọc tên của quốc vương Thái Lan là Bumibo Adulyadej. Vì tôi được dạy đọc từ hồi đó là Bumibo Adulyadej. Cho nên sau này cho đến bây giờ quốc vương vẫn còn, cho nên thỉnh thoảng mình nghe các sứ ngôn, các đài truyền hình hay là truyền thanh mà đọc là Bumibo là mình biết là họ đã không có đọc đúng cái phát âm của Thái Lan. Và hoàng hậu Sirikit hồi đó phải cắt nghĩa, Sirikit có nghĩa là mặt trời lên, bà đẹp như một vầng mặt trời mới lên vậy. Thưa quý vị vừa nghe phần tâm tình của nhà văn Bùi Bích Hà về những khởi đầu khi mà chị bước vào cái ngành truyền thông ở Huế. Sau vài thông tin thương mại, Hương Thơ xin được tiếp tục nói chuyện với chị Thái Hà. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi để xem quan niệm của chị về sự lớn mạnh của truyền thông hải ngoại của chúng ta như thế nào. Xin cảm ơn quý vị.